Cánh đồng lúa bên kia đã chín rồi nè. Cái khung đây là suối khe suối của Gia Co, dòng suối Gia Co của xã giữa xã Gia La và bên kia thì chúng về hướng xã Gia Dren về Chư Bứ. Chúng ta xem đây là cái cánh đồng lúa và dòng suối chảy. Đó, dòng suối Gia Co chảy. Mùa này tháng 10 lúa của người đồng bào ở khu vực tại đây thuộc về Gia La Gia Dren. Có một cái khổ thật, xe bị thủng sâm đây, xe bị thủng sâm mất, bị xẹp mất rồi.